Xin chào mọi người nhé. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cặp dao này. Cặp dao này mọi người nhìn mọi người biết dao gì không? Cái này là cặp dao đặc. Cặp dao đặc. Con này là để dành riêng cho các bác ăn trầu á. Cái dao này là dao bổ trầu nè. Cầm gọt trầu và bổ trầu. Cái con này lúc trước anh ấy đặt một cặp nhưng mà cuối cùng tới khúc cuối á, cuối cùng lại phát sinh vấn đề nên là mình không có gửi, mình để lại. Cặp này anh đặt hồi đó anh tính là 900 ngàn một con. Một cặp là 1 triệu 8 nè. Cặp này về các bác lấy về tặng cho các cụ nào hay ăn trầu, các anh chị nào hay ăn trầu á, cầm con dao này thử ăn trầu thì cảm giác nó sẽ như thế nào. Nó được sinh riêng ra để ăn trầu á, nên là đừng có nói tại sao là cắt trầu hay là tách trầu nó đã. Sống dao dày 3,5 ly. Mọi người sẽ ăn trầu, mọi người biết, mọi người sẽ cầm dùng cái sống dao rất là nhiều. Những con dao mà con dao trầu hiện giờ mình làm theo cái mẫu bây giờ á, thì cái sống này nó mỏng quá, nó mỏng thì cái cầm nó sống liên tục á, cái da nhiều lúc cái da tay nó muốn đứt, nó chảy máu luôn á. Cái này là cái sống dày 3,5 ly, 3,8 ly, nên là mọi người cầm tì trên này thoải mái, cầm tì ở trên cái cán này rất là êm, cái lưỡi mình xuống cũng khá mạnh và nó mạnh nhưng mà nó không quá mạnh đâu. Khi mà mọi người cắt xuống trái câu á là nó sẽ xuống quá nửa trái lên sẽ dừng lại rồi mọi người tách ra thì không sợ mà nó phập xuống trúng tay nhé, bởi vì nó không quá mỏng nên nó không phập được xuống tay đâu. Cặp này là bạn lấy luôn thì mình sẽ để lại, lấy luôn một cặp thì mình sẽ để lại 1,5 triệu thôi. Còn lấy lẻ thì chắc mình lấy lẻ chắc lấy 800 ngàn đi ha, lấy 800 ngàn một con đi. Cặp này giao tặng cực đỉnh. Thép này là kháng rỉ nè. Và nó là thép đâm kết rồi mình không có mài lên văn á, mà ở dưới nè, để cho nó sạch đó. Và giữ lại cái mép trên nó hơi còn đen một tí. Nó vừa kiểu vừa truyền thống vừa hiện đại á. Thì cái form này cho mấy bác cầm là rất là đã rất là chuẩn. Mọi người có ai ăn trầu ở nhà mua một con tặng là mê thôi. Rồi ok, video này mình giới thiệu cặp này thôi, anh nào thích thì liên hệ liền qua cho mình nhé. Cặp này mua làm quà là hơi bị đỉnh luôn, cái mũi nó bằng nè và cái lưỡi nó được sinh ra để chuyên cho bổ trâu á, bổ câu á, nên là sẽ rất là nhẹ tay và an toàn, mình không có ít không có đau tay với là nó không có sợ nó phập xuống tay đâu. Tuy nó lưỡi nó sắc nhưng mà nó rất là an toàn. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người những video sau.